Cộng đồng người Việt tị nạn tiểu bang Washington làm lễ tưởng niệm lần thứ 44 tháng tư đen tại Lasker Park. Thưa quý vị, tin đến từ Auburn, Washington State cho biết, cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản tại tiểu bang Washington cho hay là sẽ tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 44 tháng Tư đen tại Lasker Park vào ngày 28 tháng 4 tới đây. Theo thông lệ hàng năm, cộng đồng người Việt tị nạn ở địa phương tổ chức lễ tưởng niệm tháng Tư đen để tưởng nhớ ngày thành phố Sài Gòn đã bị Cộng sản cưỡng chiếm từ tháng 4 năm 1975. Buổi lễ tưởng niệm tháng Tư đen năm nay diễn ra từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều Chủ nhật 28 tháng 4 tại Lasker Park, số 910 đường Nice SE thuộc thành phố Auburn của tiểu bang Washington. Báo mạng auburnreporter.com cho biết là người Mỹ gốc Việt thuộc thế hệ thứ hai, con em của người Việt Nam đã chiến đấu cho nền tự do và dân chủ trong cuộc chiến tranh Việt Nam đã đứng ra tổ chức buổi lễ tưởng niệm tháng Tư đen năm nay. Đây cũng là dịp vinh danh các cựu chiến binh Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa và lực lượng đồng minh đã chiến đấu tại Việt Nam. Sự kiện được tổ chức năm nay còn đặc biệt bao gồm việc khai trương một đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam xây dựng tại khu công viên vừa hoàn tất vào tháng 6 vừa qua. Bên cạnh đó còn có một cuộc triển lãm các tác phẩm nghệ thuật và một cuộc hội thảo. Buổi lễ tưởng niệm chính thức diễn ra từ giữa trưa cho đến 2 giờ chiều ngày Chủ nhật 28 tháng 4, gồm lễ chào quốc kỳ, tiến hành nghi thức tưởng niệm do lực lượng cựu binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa thực hiện. Đây cũng là cơ hội để nhắc nhở thân nhân và bạn bè của các cựu binh sĩ Việt Nam về thời điểm đặt viên gạch tưởng niệm các cựu binh sĩ tại đài vinh danh của công viên. Việc ghi tên lên bức tường tưởng niệm theo yêu cầu sẽ bắt đầu từ ngày 30 tháng 4 cho đến lễ chiến sĩ trận vong tại đài tưởng niệm cựu chiến binh Việt Nam. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể liên lạc với cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Seattle và quận Snorking tại địa chỉ email là vacssk@gmail.com hoặc điện thoại 206-569-8643.